你好，我是丁光义，我有来台湾工作一年六个月，我工作在彰化，我现在我29岁，我高171公分。Cân nặng là cái gì nhỉ? Thì chung bao nhiêu? Cân nặng của em là bao nhiêu cân? Của em là 67 cân. 67, liêu sử chi? Liêu sử chi, cung chi. Nà, 你之前来台湾一年六个月是做什么工作？那个我还没介绍说，我工作在彰化。Em làm công việc gì? Em làm về nhựa. Làm nhựa nói thế nào? Ta bố hay chẳng, ta chua chua, su treo. Su treo, đấy. Sao mà chỉ chua đi miền bản? Tại sao lại chỉ làm có 1.5 năm? Do công ty chủ không tốt. Sao lại chủ không tốt, đừng nói thế. Bà chủ... Em về em làm thủ tục ly hôn à? Dạ. Em về làm thủ tục ly hôn à? Em về làm công việc. Em nói vấn đề cá nhân của em đi, không sao cả. Khiếp các bạn, khổng quá đang... Ấy cứ đi ra rồi đi vào. Em về làm thủ tục ly hôn. Tha du tha giao hồi cha chu lý hôn sầu chi sầu suy. Chú giao hồi cha chu lý hôn sầu chi sầu suy đó. Lý hôn sầu suy à? Đây là gia đình có sự thay đổi lại đó. Đây đây. Ồ, na, ta biết đó, hiện tại đang miễn sự của đây gia công hàng là do gì mà? Em đã biết là bây giờ là đang phỏng vấn vào đơn hàng gì không? Ở chữ tao. Làm gì? Làm về mộc. Tha chữ tao, tha chô, tha chô chứ chứ cô truy na ven chua chứ chứ mu công đợ. Đấy. Sự. Công sư có sở hô tinh tăng tố được sở hô gia ban hẳn tố, tha thể thay hợp mà. Nếu ví dụ như là nhà máy này mà có lúc tăng ca nhiều thì em có phối hợp được không? Có ý. Tha chô có ý. Nà, yên vệ cơ sư số, y dạng yếu phân đàn chi gần vọng chi, nà hô đàn chi gần sở hô cần chỉ yếu chi phần xin suy, gia ban miền thay tố, hay sư tố tố sáu sáu yếu ý điện. Nà, tha thông ý mà? Em có hiểu không? Có nghĩa là công ty nào cũng thế, có mùa ít việc và mùa nhiều việc. Thì có lúc thì đơn hàng rất nhiều nhưng có lúc lại chẳng có đơn hàng thì cũng chẳng có tăng ca. Thì là em chỉ được lĩnh lương cơ bản thôi, thì là em có đồng ý không? Tha thường nghi. Nà, hôm nay tha giao công tố đất địa điểm tại Thái Trung. Công ty, địa điểm của công ty là ở Thái Trung, ở Ta Giả. Ta Giả. Thì em đồng ý đúng không? Tha thường nghi. 那我会考他一些些简单的加减乘除。好。现在。我问他回答。Bây giờ chị sẽ hỏi em cộng trừ nhân chia một chút để em tính nhẩm xem có biết tính không nhá. Thế thì. Thế thì họ. 5×6. 5×6. 5×6. 5×6 = 30. 7×8. 7×8. Bảy nhân tám là bao nhiêu? 56. Ổ liêu, ổ sử liêu. Sử liêu. 3×7. 3 × 7. 21. 21. 为什么要考他加减乘除呢？是因为你定那个木工的时候，你拿那个钉东西的时候，你要数。你至少要有基本的数学概念。Có nghĩa là tại sao lại hỏi em về cái cộng trừ nhân chia là tại vì là khi mà bọn em làm mộc ý, thì bọn em có kích thước. Cái kích thước thì bọn em phải có cái khái niệm về nhân chia thì đấy, nhân nhá. Tha chữ tao. Đó. Nên nếu mà cho nó hoàn toàn không có mộc công kinh nghiệm, có thể từ đầu bắt đầu học, nó nguyện ý mà. Bây giờ hoàn toàn em hoàn toàn không biết về làm mộc. Thì bây giờ chưa qua mộc công. Chưa qua. Em làm qua cái gì? Trong này không thấy ghi này. Em làm cửa và làm về bàn thờ. Sao lại làm bao giờ mà trong kinh nghiệm không thấy ghi? Em làm tại gia cho cậu em thôi. Làm bao lâu? Em làm trong vòng 2 năm. 2 năm á? Có nghĩa là cứ dỗi em đi phụ em làm thêm. Ta chưa chưa sư hiểu không tự sư chen thai ở bang chiêu triệu chô chưa sư mu mấn à? Mu mấn. Mu mấn. Đây. Thai ở chô có mu mấn lẻng nén tự. Lẻng nén chinh chen. Đây. Bang 自己家人是不是？对啊，就是舅舅。
他的舅舅有开小厂的。OK， 好。然后，那你请他一样，就是这个站远一点，然后手动一动，然后蹲下站起来，我录个全身给雇主看一下。好嘞，扔开袋，你看到没有？看到对吗？没有，你镜头没有移啊。好，然后你一样，请他手指头动一动，对，录一下上出格。哦，我从另类。好。OK。那我就再问他一个问题，他会抽烟喝酒吗？em có biết hút thuốc uống rượu không? Cho em đi tiền tiền một ngày mấy điếu? Ờ, vậy thì cần phải giảm xa bán thời gian, trừ là cơ thể phong gia thứ ba, ờ, quán sang để không yêu hơi chỗ ảnh hưởng đến cơ thể công chỗ, ta đồng ý mà? Em có đồng ý không? Em có hiểu không? Em hiểu. Em tức là trong thời gian làm việc này là không được hút thuốc. Không được hút thuốc nhá, và là buổi tối về đi làm, nói chung là khi tan ca thì mới được hút thuốc và hút vào những cái chỗ nơi quy định. Ha chưa ta lợ. Hảo, nên đi kênh ta chẳng, hơi ta bá để ảnh thiên khơi trên để cô chú, nào hoa xin ta sẽ đáng kênh tấn một cái xeo xì hả mà. Hảo. Ờ, đấy nhá, tại vì là hôm nay em, thực ra là hôm nay lên phỏng vấn đơn hàng giấy cơ chứ không phải là đơn hàng mộc. Thế nên là bây giờ chị mới gửi cái hình ảnh này cộng với cả cái form của em sang cho chủ của Thần Hòa nhá. Em biết như thế đúng không? Xong rồi chị báo kết quả cho. Hảo, xin xịa. Hảo, nên đi cho ảnh thiên kế hộ. Hảo, bye bye. Xin xịa.